cần làm gì bước đầu giảm 30% biên chế nhằm tinh gọn bộ máy của nhà nước. Trong bối cảnh nợ công rất lớn, nhà nước với hai bộ máy đảng và chính quyền song trùng quá cầu cảnh, cộng với những tổ chức hội đoàn không cần thiết, nó đã tiêu tốn chi phí quá lớn. Một trong những nội dung mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập trong vấn đề chống lãng phí là bộ máy nhà nước quá cầu cảnh, kém hiệu quả, cần phải sắp xếp tinh gọn lại. Trên mạng xã hội, phản ứng của công luận bày tỏ sự đồng tình, nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng ông Tô Lâm gần đây nói lời hay ý đẹp hơi bị nhiều, nhưng có thể nói mà không làm hay dở dang theo lối đánh trống bỏ rủi. Trước đây khoảng 25 năm, lãnh đạo Việt Nam cũng từng đề cập đến chuyện muôn thuở này, nhưng kết quả bộ máy nhà nước càng phình to hơn như cũ, cho nên đa số người dân đã không còn tin nữa. Đáng chú ý, không chỉ có Tổng Bí thư Tô Lâm là người đặt vấn đề mà cả Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đưa ra yêu cầu cần tinh gọn bộ máy của chính phủ. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 10 tháng 11 đưa tin thành lập ban chỉ đạo về tinh gọn bộ máy của chính phủ. Bản tin cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu thành lập thêm ban chỉ đạo tổ giúp việc để triển khai việc tinh gọn bộ máy của chính phủ theo nghị quyết của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, theo chỉ đạo vừa kể trên của ông Phạm Minh Chính thì đã trở thành câu chuyện đàm tiếu trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi là tại sao muốn tinh gọn bộ máy mà ông Chính lại cho lập ra thêm các ban, các tổ chức chỉ đạo thì tinh gọn để làm gì? Đây là một sự chỉ đạo lợi bất cập hại và không hiệu quả của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Công luận thấy rằng với thực trạng vị trí công chức, viên chức đang có giá như hiện nay, một vị trí lao động công quét rác ở ngoài đường là người của nhà nước cũng cần phải có dây mờ rễ má đến một lãnh đạo nào đó, không ít thì nhiều cũng phải quà chạy trọt. Cho nên việc tinh giảm, sát nhập các đơn vị là một điều rất khó thực hiện, hay chỉ như việc bắt cóc bỏ đĩa, ít lâu sau bộ máy lại tự phình to ra như trước đây. Theo giới chuyên gia, để có thực hiện nhanh chóng, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không cần tổ chức hội họp hay bàn bạc nhiều. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương ra nghị quyết với nội dung chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ quản, cấp bộ hoặc tương đương tinh giảm đồng loạt 30% nhân sự hiện có. Đồng thời, sau một tháng, lập tức chính phủ cắt giảm 30% chi phí quản lý. Với phương thức tổ chức làm từ dưới lên trên, các đơn vị cơ sở chủ động bình chọn loại đủ 30% nhân sự hiện có, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, nếu không hoàn thành sẽ bị ra quyết định sa thải ngay lập tức. Ai hoàn thành vượt chỉ tiêu sẽ được khen thưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn, lập tức bộ máy nhà nước sẽ gọn nhẹ, trong sạch. Thế là một công được đôi ba việc. Đồng thời xem xét sát nhập một số bộ, ngành và chức năng song trùng. Đồng thời xóa bỏ các ban, hội đoàn và tổ chức quần chúng vô tích sự, chỉ để đến cấp huyện, cấp xã, phường và tương đương. Hệ thống tổ chức chính quyền Việt Nam hiện nay tồn tại song song hai bộ máy nhà nước và bộ máy đảng là câu chuyện đã được nói lên từ rất lâu. Việc làm tinh gọn bộ máy đảng và bộ máy chính quyền để chấm dứt tránh tình trạng cứ mỗi ban bệ của chính quyền thì đồng thời lại tồn tại một bộ máy của đảng với cùng nhiệm vụ và cùng chức năng. Vì Tổng Bí thư Tô Lâm là người khởi xướng chủ trương làm tinh gọn bộ máy của nhà nước, công luận thấy rằng ông Tô Lâm cần nêu gương giảm bớt biên chế trong ngành công an. Trên thực tế, sau Đại hội Đảng thứ 13, Bộ Công an Việt Nam đã được sắp xếp lại tổ chức, giải tán một số cục, tổng cục. Tuy nhiên, mới đây đã đẻ ra lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chính quy. Đây là điều không cần thiết. Khởi tố 6 bị can tại công ty SJC, khởi đầu xóa bỏ kinh doanh độc quyền vàng miếng. Từ năm 2012 cho đến nay, chính sách độc quyền sản xuất kinh doanh vàng của nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xáo trộn của thị trường vàng mà nhà nước không thể kiểm soát. Cụ thể, từ thời điểm đó, giá vàng trong nước và quốc tế luôn có độ chênh lệch tới gần 20 triệu đồng cho mỗi lượng, cũng như chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên tới từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi lượng. Chính sách này đã tạo điều kiện cho việc buôn lậu vàng từ nước ngoài vào Việt Nam. Cứ mỗi lượng vàng buôn lậu được dập theo mẫu khuôn vàng miếng SJC 4/9 có thể thu lợi ngay lập tức từ 15 đến 16 triệu đồng mỗi lượng. Đây là hệ quả của Nghị định số 24, gọi tắt là Nghị định 24 của Chính phủ, quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, sản xuất và xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng với mục đích khắc phục tình trạng giá vàng trong nước chênh lệch lớn với quốc tế, cũng như việc đầu cơ vàng, nhưng kết quả thu được lại hoàn toàn ngược lại. Dư luận xã hội và giới chuyên gia thấy rằng Nghị định 24 đã tạo ra một cơ chế bất công, vô lý, không thể chấp nhận được. Đây là hình thức điển hình nhà nước móc tiền từ túi của dân bằng các chính sách bất hợp lý mang tính lợi ích nhóm.
Vào ngày 9 tháng 11, tờ báo Việt Nam Express đưa tin 6 người tại công ty SJC bị khởi tố vụ mua bán vàng bình ổn giá. Bản tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về tội danh tham mô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Theo đó, 6 người kể trên và các đơn vị liên quan đã bị khởi tố do lợi dụng mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ chiếm đoạt tài sản. Công ty SJC, một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cấp phép độc quyền sản xuất vàng, kinh doanh vàng miếng từ năm 2014 cho đến nay. Đa số các ý kiến người tiêu dùng trong nhiều năm qua luôn nghi ngờ về chất lượng cũng như giá cả của mặt hàng độc quyền này. Một phép so sánh đơn giản, với cùng loại vàng 4.9 trên thị trường, chỉ cần giật theo mẫu của SJC rồi ép vào trong vỏ nhựa, lập tức giá trị đã tăng lên tới 130%, một mức lãi ngoài sức tưởng tượng. Nghị định 24 của Chính phủ ra đời từ tháng 4 năm 2012, chỉ hơn một năm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2011, và được duy trì liên tục cho đến nay. Đó là lý do lâu nay vẫn có những đồn đoán nghi ngờ rằng ông Trọng và nhóm lợi ích có liên quan đến chủ trương này. Từ đầu năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra chỉ thị yêu cầu bình ổn thị trường vàng cũng như xóa sổ tệ nạn độc quyền trong việc kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC, nhưng không thành công. Theo giới chuyên gia tài chính, thị trường vàng SJC ở Việt Nam có sự tham gia của nhiều nhóm lợi ích và các cá nhân có quyền lực, bao gồm các ngân hàng, doanh nghiệp lớn và các tổ chức tài chính. Đồng thời, việc điều hành và kiểm soát thị trường vàng SJC ở Việt Nam là một quá trình khá phức tạp, có phối hợp giữa các nhóm lợi ích trong và ngoài nước. Công luận hy vọng rằng việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 6 bị can thuộc công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là tiến trình khởi đầu trong việc điều hành và bình ổn kiểm soát thị trường vàng theo chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đã đến lúc chính quyền cần làm rõ việc độc quyền kinh doanh sản xuất vàng miếng SJC là chủ trương của các quan chức nhóm lợi ích nào, lạm dụng chính sách để mà trục lợi ra sao và cần phải có biện pháp xử lý nghiêm. Tóm lại, việc độc quyền kinh doanh vàng hay độc quyền về chính trị cũng là điều không tốt. Bê bối tại Đại học Kinh Bắc, Chủ tịch Hội đồng chưa học hết lớp 7. Trong quan trường Việt Nam hiện nay, việc các quan chức Việt Nam có hàng loạt chức danh, học hàm học vị dài dằng dặc là chuyện thường tình, nhưng chắc chắn có trên 90% các học vị, chiến sĩ, bằng giờ, học hàm phó giáo sư là bỏ tiền ra mùa. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2022, phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế xã hội sau vụ bê bối bán chức tước tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đại biểu Quốc hội Cà Mau Lê Thanh Vân đã đề nghị nhà nước tổng rà soát các loại bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cũng như học hàm giáo sư, phó giáo sư của cán bộ công viên chức nhà nước để sàng lọc chất lượng nhân sự. Những đề nghị vừa kể trên chắc chắn có liên quan đến việc ông Lê Thanh Vân mới đây bị Bộ Công an cho khởi tố bắt giam không rõ nguyên nhân. Điều đó phải chăng cho thấy vấn đề bằng cấp học vấn là điều nhạy cảm và cấm kỵ của nhà nước Việt Nam? Đáng quan ngại hơn, Bộ Công an cho biết không chỉ riêng Đại học Đông Đô mua bán bằng giả, mà còn có 16 trường đại học của Việt Nam khác cũng có dấu hiệu mua bán các loại văn bằng hay chứng chỉ học vấn giả. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 7 tháng 11 đưa tin, trường Đại học Kinh Bắc 160 sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp bất hợp pháp. Bản tin cho biết trường Đại học Kinh Bắc khẳng định toàn bộ 160 văn bằng tốt nghiệp đại học do ông Phạm Ngọc Túc ký và cấp phát cho học sinh đợt 2 vào năm 2024 là không đúng quy định của pháp luật. Đây là những văn bằng không hợp pháp. Ông Phạm Ngọc Trúc, cựu phó chính thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện là phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh Bắc, theo thông báo, đây là việc không đúng quy định, không đúng thủ tục của pháp luật, nhưng ông Trúc vẫn tổ chức lễ trao bằng và cấp bằng cho 160 sinh viên tốt nghiệp. Đáng chú ý, trước đó, theo báo Dân Việt vào ngày 24 tháng 3 đưa tin, lùm xùm chuyện bằng cấp vi phạm pháp luật của một số lãnh đạo trường Đại học Kinh Bắc. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh Bắc chưa học hết lớp 7. Theo tờ báo Dân Việt, ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc đã bị khai trừ đảng vì vi phạm quy định về sử dụng bằng đại học không hợp pháp, không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông. Tương tự, bà Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường này cũng vướng nghi vấn dùng bằng đại học giả. Trước đó, một nữ hiệu phó của nhà trường cũng bị bắt về tội giả mạo trong công tác, cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy, không đúng quy định để mà thu lợi bất chính. Vẫn theo báo Dân Việt, dù không tham gia học tập nhưng ông Đoàn Văn Xuân vẫn tiếp tục có bằng tốt nghiệp trường đại học mỏ địa chất khóa 2005-2010
chuyên ngành quản trị kinh doanh mỏ hệ đào tạo vừa học vừa làm. Tuy nhiên, văn bằng xác minh của trường đại học mỏ địa chất nêu trên, ông Đoàn Xuân Tiếp không học tại nhà trường và không có tên trong sổ gốc bằng tốt nghiệp đại học của nhà trường. Đáng chú ý, qua quá trình xác minh, ông Đoàn Xuân Tiếp mới chỉ học hết lớp 6, sang đầu năm lớp 7 thì nghỉ học. Vì vậy ông Tiếp không có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau đó ông Đoàn Xuân Tiếp đi bộ đội. Được biết hiện nay ông Tiếp báo cáo đã đi học thạc sĩ tại Philippines và học tiếp lên tiến sĩ theo hệ học từ xa. Thực tế có rất nhiều người thiếu năng lực nhưng sử dụng bằng cấp giả để mà chạy trọt vào hệ thống công quyền, từ đó tiếp tục leo cao, luồn sâu trong bộ máy của nhà nước là điều có thật và rất phổ biến. Công luận đặt ra câu hỏi liệu còn có ai có cơ hội có con em của những người lao động học thật có thực tài hay không, và ai phải chịu trách nhiệm về vấn nạn bằng cấp giả như hiện nay. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin bê bối ở Đại học Kinh Bắc, chủ tịch hội đồng chưa học hết lớp 7. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.